Ngọc xin mến chào tất cả quý vị khán giả của Viettv 55.5. Hôm nay Thanh Ngọc rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý vị chị Christine đến từ Continental Travel. Trước tiên Christine xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả của đài Viettv 55.5. Và Christine xin gửi lời chào Thanh Ngọc. Dạ, chào chị. Chị có thể cho khán giả biết sơ qua về văn phòng du lịch của chị không ạ? Continental Travel là một văn phòng du lịch chuyên nghiệp được công nhận bởi Hiệp hội Hàng không Quốc tế và chúng tôi được ủy thác in vé tại văn phòng. Ngoài cái dịch vụ chính là bán vé máy bay thì Continental Travel có cái dịch vụ rất là đặc biệt, đó là tổ chức group tour riêng cho người Việt Nam trong khu vực Dallas Fort Worth của mình. Và bên cạnh vé máy bay, bên cạnh tour du lịch thì Continental Travel còn những cái dịch vụ khác như là chúng tôi làm tất cả các cái giấy tờ, các cái travel document liên quan đến du lịch như là visa, passport, thi quốc tịch Mỹ và các cái dịch vụ khác như dịch vụ di trú vân vân. Thanh Ngọc có nghe nói là hình như công ty của chị mới celebrate 10 năm anniversary phải không cơ? Thì trong cái chương trình đó chị có cái kỷ niệm gì hay là có thông tin gì muốn đem lại cho quý vị khán giả không? Vâng, Thanh Ngọc, trong năm 2017 để kỷ niệm 10 năm thành lập Continental Travel tại Asia Times Square thì Continental Travel của mình có một cái promotion là tất cả mọi khách hàng của mình mua vé trong năm 2017 mua vé máy bay hoặc là book tour du lịch hoặc là book một số cái dịch vụ chọn lọc khác thì mình sẽ tặng cho quý khách hàng của mình một cái phiếu rút thăm trúng thưởng. Và cái phiếu rút thăm trúng thưởng này sẽ được rút vào cái ngày lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của Continental Travel tại Asia Times Square. Thì cũng nhân dịp trên cái làn sóng của đài Viettv 55.5 ngày hôm nay, Christine xin thông báo với quý vị là cái bữa tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập của Continental Travel chúng tôi đã được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2018. Sẵn đây Christine xin thông báo cho quý vị cùng biết là kết quả rút thăm trúng thưởng khách hàng may mắn của chúng tôi đó là cô Phan Lan Thị, 4 số phone cuối là 1143. Cô Phan Lan Thị đã là người may mắn trúng cái giải rút thăm trúng thưởng này. Đó là một cái vé máy bay khứ hồi đi từ Dallas Fort Worth hoặc Houston về Việt Nam hoặc là các nước Đông Nam Á khác như là Lào, Cambodia, Philippines, các cái nước Đông Nam Á khác mình cũng có thể mình áp dụng. Tuy nhiên cái người trúng giải mình là người Việt Nam cho nên là cái ticket này sẽ có giá trị để mua vé đi về Việt Nam. Và cái giá trị của cái vé máy bay này là 1.000 Mỹ Kim thưa quý vị. Wow, vậy là chị Lan đó rất là may mắn bởi vì cái vé đó 10 năm mới cho ra phải không chị? Mới được trúng cái giải đó và chị Lan đã là người trúng được cái giải đó. Và Thanh Ngọc biết được là cái tour du lịch của Group Việt Nam đó là một cái dịch vụ đặc biệt của văn phòng của chị. Vậy thì năm nay mình có tổ chức những cái tour nào nữa không chị? Thì quý vị nhìn đằng sau lưng của Christine đó, đó là một cái vườn hoa quá là đẹp phải không Thanh Ngọc? Để năm nay thì cũng Christine muốn dẫn quý vị đi đến thăm cái vườn hoa quá là đẹp này. Cho nên sắp tới là Continental Travel sẽ tổ chức một tour Tây Âu khởi hành ngày 22 tháng 4 năm 2018 qua các cái nước ở phía Tây của châu Âu. Đặc biệt của cái tour này đó là Christine sẽ dẫn quý vị đi thăm vườn hoa tulip Hà Lan. Đây là một cái vườn hoa xuân, có thể nói là vườn hoa xuân lớn nhất Bắc bán cầu vào mùa xuân, với diện tích trên 32 hecta, bao gồm khoảng cỡ 7 triệu bông hoa tulip đủ màu sắc rực rỡ với 100 giống loại khác nhau. Đây là một cái điểm mà Christine đã từng đi qua và rất là thích thú và bao giờ cũng muốn là dẫn những khách hàng của mình cùng đồng hành với mình để đi tới thăm những điểm đẹp như thế này. Thanh Ngọc rất là thích bông hoa và nhất là những cái nơi như vậy thì cũng có ở trên list của Thanh Ngọc nhưng mà chưa được đi thôi. Sẽ có ngày Thanh Ngọc đi. Và ngoài cái nơi mà mình đến là Hà Lan thì còn đi đâu nữa không chị? Vâng, Thanh Ngọc, dĩ nhiên là cái tour của mình không thể nào đi đến Hà Lan không. Bởi vì cái tour của mình là tour Tây Âu. Thì quý vị và Thanh Ngọc cũng biết là
các nước châu Âu là các nước rất là nhỏ và nằm gần kề với nhau. Mình chỉ cần đi lái xe khoảng 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ, hoặc xa nhất là 4 tiếng là mình có thể đi từ quốc gia này đến quốc gia khác. Thành ra trong một chuyến đi như vậy, mình không thể nào mà đi một nước. Mà tại sao cái cơ hội của mình không thể nào đi vòng quanh Tây Âu, vòng quanh châu Âu, thì các cái nước bao gồm trong cái tour của mình sẽ là Anh, London của Anh, Pháp, Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và nước Ý. Riêng nước Ý thì có rất là nhiều thành phố mà mình sẽ đi qua. Các cái quốc gia này, tại sao mình lại đi các nước Tây Âu? Qua cái tour này, trong cái tour Tây Âu này thì Thanh Ngọc và quý vị cũng biết là các cái nước Tây Âu có mỗi một cái quốc gia riêng của họ đều có những cái biểu tượng quá là nổi tiếng trên thế giới. Thí dụ như là Paris thì có tháp Eiffel, có Khải Hoàn Môn. Mình chỉ cần đi tới đó mình đứng chụp hình thôi, không cần nốt một cái gì hết là người ta mình cũng biết mình đi tới đó, phải không Thanh Ngọc? Rồi London thì có cầu tháp London, có tháp đồng hồ Big Ben. Rồi Hà Lan thì có hoa tulip Hà Lan nè, rồi cối xay gió Hà Lan nè, và những đôi guốc gỗ huyền thoại của Hà Lan. Cũng giống như là khi quý vị đi đến Ý thì không thể nào mà quý vị không thể ghé ngang qua cái thành phố được mệnh danh là thành phố của những kênh đào. Mình sẽ được chèo thuyền len lỏi qua các cái kênh đào, những cái kênh đào quanh co chảy giữa lòng thành phố Venice thơ mộng. Đó là những cái nơi mà quý vị có thể đến để chụp hình, để tham quan, để nhìn tận mắt, mà trước giờ mình chỉ nhìn qua internet hoặc là trên những cái hình ảnh mà thôi. Nghe rất là thú vị phải không quý vị? Và đó là những nơi mà chúng ta ít nhất một lần phải đến ở trong đời của mình phải không? Vâng Thanh Ngọc, là những nơi này được mệnh danh là những nơi mình nên đến một lần trong đời. Ngoài cái tour này ra đó còn những cái tour nào khác không chị? Vâng Thanh Ngọc, sau cái tour Tây Âu này thì tiếp theo là Continental Travel. Năm nay mình còn có tổ chức cái tour Cancun 6 ngày 5 đêm, sẽ khởi hành vào ngày 25 tháng 6. Mình sẽ book khách sạn 5 sao và all inclusive, tức là khách sạn, rồi air, rồi các cái bữa ăn mình đều bao gồm ở trong tour. Và mình cái tour này là một cái tour chủ yếu là tour relax, tour để cho quý vị rủ bạn, rủ bè. Đặc biệt ở đây là cái group mình Việt Nam. Nếu mà quý vị cũng có thể book online cũng được. Nhưng mà book online quý vị đi chơi một mình thì nó không có vui. Nếu mà mình có nguyên một group toàn người Việt Nam mình không, mình đến đó buổi sáng mình ăn sáng, tối mình ngủ khách sạn 5 sao, ban ngày mình ra bờ biển, mình tắm biển hoặc là mình hóng gió, hoặc là mình có thể rủ những người bạn thân của mình ngồi trên bờ biển để mà tâm sự với nhau. Và cái tour này thật sự là một tour relax. Nghe rất là hứng thú phải không quý vị? Nếu mà quý vị có thích thú với những cái dịch vụ mà chị Christine mới giới thiệu đó thì quý vị có thể liên lạc với chị Christine. Và thời gian không còn nhiều nữa, Thanh Ngọc xin chị Christine gửi lời chào đến tất cả quý vị. Vâng thưa quý vị khán thính giả, nhân dịp năm mới mừng xuân Mậu Tuất 2018, Christine xin thay mặt cho Continental Travel xin kính chúc quý khách một năm mới thật là dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, tấn tài tấn lộc và vạn sự như ý. Cảm ơn chị Christine rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị muốn liên lạc với Continental Travel ở số 972-606-8888, 972-606-8888. Thanh Ngọc và chị Christine xin cảm ơn quý vị và gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị khán giả. Christine xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình talk show của Continental Travel. Xin kính chào quý vị.